muốn làm người đứng đầu giữa mọi người thì phải làm người mòn hèn và rốt hết. Ai muốn là người làm lớn giữa anh em thì phải phục vụ làm tôi tớ mọi người. Như Chúa ngày nào Ngài xuống nơi gian trần, sống kiếp phàm nhân làm phần người tôi tớ. Ngài đến không phải để người ta phục vụ, nhưng Ngài đến để phục vụ hết mọi người. Ai tiếp một người dù bé thơ nghèo hèn, Chúa sẽ kể như một việc làm cho Chúa. Vì Chúa nhân từ vẫn hằng thương mọi người, cánh phòng chớ để lòng thù ghét người nào. Ai muốn làm người đứng đầu giữa mọi người thì phải làm người mòn hèn và rốt hết. Ai muốn là người làm lớn giữa anh em thì phải phục vụ làm tôi tớ mọi người. Hãy biết rằng con được dự phần với Chúa, vì Chúa đã chịu những khổ đau phản bội, nhưng Ngài vẫn hằng trọn tình với loài người. Con muốn dự phần cùng Chúa trên quê trời. Hãy sống và yêu phục vụ không toàn tính, vì Chúa xuống trần dẫu là vua mọi loài, nhưng Ngài sống phần người nhỏ bé ở đời. Ai muốn làm người đứng đầu giữa mọi người phải làm người mòn hèn và rốt hết. Ai muốn là người làm lớn giữa anh em thì phải phục vụ làm tôi tớ mọi người. Ai muốn là người làm lớn giữa anh em thì phải phục vụ làm tôi tớ mọi người.